Tạp chí du lịch danh tiếng Travel and Leisure vừa công bố top 10 thành phố có giá cả rẻ nhất ở châu Á dành cho du khách, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội của Việt Nam. Nếu tính theo quốc gia, Việt Nam có mức chi cho xê dịch rẻ nhất Đông Nam Á. Theo danh sách này, thành phố Hồ Chí Minh thứ hai với giá trung bình một chuyến đi khoảng 1.452 đô la Mỹ, tức hơn 36 triệu 600 ngàn đồng. Thủ đô Hà Nội xếp thứ 9 với tổng chi phí chuyến đi khoảng 1.546 đô la Mỹ, tức gần 39 triệu đồng. Các chuyên gia từ Travel and Leisure nhận định, đường bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh đến San Francisco giúp tiết kiệm đáng kể chi phí cho du khách. Ngoài ra, giá đồ ăn và chỗ ở tại thành phố Hồ Chí Minh cũng rất phải chăng. Lợi thế về dịch vụ ăn ở khiến cho thành phố này trở thành điểm đến lý tưởng với những ai có ngân sách hạn chế. Để đưa ra danh sách 10 thành phố có giá cả phải chăng nhất ở châu Á, Travel and Leisure đã xem xét các tìm kiếm trên nền tảng du lịch trực tuyến Kayak từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024 về nhu cầu du lịch châu Á nửa cuối năm nay. Kết quả dựa trên tổng chi phí trung bình gồm giá một vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông và một đêm nghỉ tại phòng khách sạn đôi tiêu chuẩn của các thành phố khắp châu Á.